để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh. Với em chỉ cần anh thôi, yêu anh mất rồi chưa bao giờ nguôi. Mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi. Kính thưa hai họ, nhà trai nhà gái, cho tôi được thấy đại diện gia nhà trai gửi tới gia đình nhà gái lời chúc sức khỏe và làm ăn thành đạt, gia đình hạnh phúc. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu thành phần của nhà trai tham dự buổi lễ hôm nay. Thì gồm có tôi là mẹ của chú rể, đây là bác trai bác chú rể, đây là dì chú rể và đó là cậu của chú rể tham dự. Thì sau thời gian hai cháu tìm hiểu và đã đi đến quyết định hôn nhân, thì hôm nay nhà trai cùng tôi chuẩn bị lễ vật để xin cưới hỏi cho cháu. Và cùng cảm ơn nhà gái đã tiếp đón và xin nhà gái chấp nhận để cho các cháu được nên duyên vợ chồng. Xin cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Gia đình nhà gái, chúng tôi là tôi đại diện cho nhà gái. Là gia đình làm lễ coi là vu quy cho hai cháu. Tôi được ông bà Minh Đào ủy quyền làm đại diện bà gái, xin chính chúc gia đình nhà trai có sức khỏe mạnh khỏe và chúc các cháu trăm năm hạnh phúc. Và tôi xin chấp nhận toàn bộ cái nghi lễ của gia đình nhà trai để về làm lễ thành hôn cho hai cháu. Dạ, một tràng pháo tay ạ. Xin mời trẻ vào nhé. Rồi, xin mẹ nhắc ra đây luôn ạ.
tràng pháo tay để chào mừng cô dâu luôn ạ. Chú để mở giúp mẹ đi, để mẹ mà đeo cho nó nhanh nè. Rồi chú để mở ra giúp mẹ luôn, nếu có thể tôi được chú để giúp mẹ mà đeo một bên, mẹ đeo một bên cho nó nhanh. Biết vậy sợ ba cái lỗ tai luôn, đeo một ba đôi em. Cái gì đào đâu rồi, rồi đào gì à? Không có bè là nắng, mở cửa cũng không tốt. Tình cảm lên, tay nhặt ra mà đeo chứ nhìn cái tay chết rồi. Ông nhà trai lên đèn luôn. Đổ nó xuống cái kia đâu, nhà riêng cái cây đấy nó ngọn nó xuống quá. Từ đó nó chạy đi, hôn này hai cái đi. Có ịp qua thì chị nhờ gì táo phụ
nhờ gì như đi đâu đã... rồi đi đâu rồi đi đâu rồi ta đi đâu không có. Đây nè, đây nè, đây nè. Mẹ của chị làm. Lại cầm rồi. Đứng sát vào, quay mặt lại. Chồng rồi, đứng mẹ ruột rồi đến chị. Ai cũng cầu hà vậy? Gai luôn, gai luôn đi. Đây cũng là gai luôn. Đây là chú em của... Đứng lên, đứng lên. Đây, đứng lên bố dâu ạ. À, xuống theo đi, đứng sau, đứng tay. À, đứng sát vào, cô dâu đứng sát vào. Đấy, cho cháu thì phải cười tươi lên, không cười lên. Có thể từ đó chú cười tươi lên. Rồi, nhìn đây, cười tươi cái hả? Ai, ba, cười. Mặt miếng xẻo nữa. Mặt cao thêm, mặt trung liêu. Đưa cho nhị ra, đưa cái này cần đi chứ đâu. Vứt cái tay cần tay cần tay. Bữa nay ngày vui hai chậu đi chú, chả có gì tăng chậu. Đi sáng vào chú, đi sáng vào. Rồi rồi, cặp tay chỗ nào, 1, 2, 3. Để chờ ba bắt tay, cảm ơn. Ok. Chậu chờ, đúng rồi, ok. Chụp hình. Chị giới thiệu đi. Chị giới thiệu, chị chủ động giới thiệu nha. Bên ngoài. Dạ, là gì làm em hết chơi. Chị Đào ơi, chị bỏ cái đấy ra ngoài kia. Tiền tiệm ra Di Nhứ. Vì Dương Tú. Rồi, có Dương vô, mời Dương. Anh ơi. Dương Tú đâu đấy? Dương vào đứng gần chú rể luôn. Rồi. Rồi, trao đi ạ. Nhạc ít quá khóc rồi em. Cho ít quá, rồi nhìn lên, cười tươi. Đây, cái nữa nào. Ok. Tí này chưa chụp. Anh ơi. Tiệm đến lấy gì? Bị Dương Khiêm. Đúng người thành kế toán. Đâu hóa đơn hết rồi. Tiệm đến là em đi gửi Hà nhá. Tiệm đến là em trai của Nguyệt Hà, em kiếm gì cũng làm. Sao lại để đứng? Đứng thằng chị đâu mẹ đứng vào với em. Đó, đúng rồi. Ôi, đúng rồi, nó xuống tay chị rồi. Trái mở mạnh vậy đúng rồi. Rồi, đeo cho chị đi nào. Chụp anh gì đi. Rồi, em nhìn lên trai ơi. Cái gì lui đi, gì lui để lại cô. Chụp anh chị thật năm hạnh phúc. Nó bắt tay người em cái chú để. Đúng rồi. Ấm hôn không khí rồi. Không hôn gì cái nhá. Đấy thì mấy người thì cứ đưa vào cho mình cứ cái này đi cầm đi mà dạ, em quay dùng thanh cho em thanh nào quay thanh nào đi anh ơi à đây là cầu cầu vâng rồi có rồi nhưng mà có thanh đâu cầu của em hả đây là cầu bà đứng cho luôn rồi ok rồi cảm ơn rồi cúi chào ừ là bình yên trên đôi tay em lấp lánh dạng người là bình minh trên đôi mi em ấm áp dịu dàng ngó sen hồng đính duyên trên áo sẽ là ngày anh đưa em về rót ly đầy ngân nga câu hát uống cạn dần chút thương ngại ngần hỡi em có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi lạ lời đôi mình kết duyên tâm tình la 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 có biết rằng anh thương em nhiều khẽ chạm tay lên bờ vai áo chút ửng hồng em xinh yêu kiều là vì em mà đắm say ngàn hương thơm quanh lối về cần lại anh thêm chút thôi anh nguyện là cố nhân lưu tình la 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 bước nhẹ vào chút trái tim anh rồi con đường nào xa ngàn gặp lối có một người luôn ở bên em ngồi la 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 có biết rằng anh thương em nhiều la 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 nếu tỏ tình ta có chung khung hình
là hoàng hôn buông trên môi. Em cứ mãi ngại ngùng, mình nhẹ nhàng bình yên thôi, và cứ thế đến tận cùng. Ngó sen hồng đính duyên trên áo, sẽ là ngày anh đưa em về. Rót ly đầy ngân nga câu hát, uống cạn dần chút thương ngại ngần. Hỡi em, có thương có vương cánh hồng anh trao lá rơi, là lời đôi mình kết duyên tân tỳ. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. Khẽ chạm tay lên bờ vai áo, chút ửng hồng em xinh yêu kiều. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Gần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lượt tì. La 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 la, bước nhẹ vào trong trái tim anh rồi. Con đường nào xa ngàn khắp lối, có một người luôn ở bên em ngồi. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung cùng mì. Là vì em mà đắm say, ngàn hương thơm quanh lối về. Gần lại anh thêm chút thôi, anh nguyện là cố nhân lượt tì. La 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 la, có biết rằng anh thương em nhiều. La 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 la, nếu tỏ tình ta có chung không nghỉ. Anh đẹp trai em nhìn mãi nhưng lòng vẫn e ngại. Anh vẫn nhớ bao nhiêu cảm xúc lần đầu em hò. Em thật xinh anh lặng thinh cứ mãi ngắm nhìn. Hôm nay ôi sao thật vui, hôm nay hai ta thành đôi. Hôm nay ta đeo nhẫn cưới suốt đời. Hôm nay ôi sao thật vui, nâng ly lên với người ơi. Nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say thật vui. Nâng ly lên một người ai, nâng ly lên cho ngày cưới chúng tôi. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together, together forever. I'm gonna say, I'm gonna say, you gonna say, you gonna say, we gonna stay together, together forever. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên trái. Nhấc tay lên nào, hãy đưa về bên phải. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau nhảy. Nhấc tay lên nào, chúng ta cùng nhau quẩy. Biết đến cho tôi là biết đến party, là biết đến ngày vui nào ta cùng nín lìm. Nào hãy bắt nhận lên có đông như trong CD. Nào hãy vui lên đi cùng. Xin hai bên gia đình được xếp giống hồi nãy. Kính thưa họ nhà gái, thì hôm nay cùng tròn được ngày lành tháng tốt và đến giờ rồi, thì gia đình cùng chuẩn bị một mâm xôi gà để xin dâng lên gia tiên và xin rước dâu. Thì mong ông bà chấp nhận lễ cho gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Xin đại diện cho họ nhà gái cảm ơn tất cả hai bên gia đình họ nhà trai hôm nay đã có lễ đến các tổ tiên gia đình và xin dâu. Gia đình nhà gái tôi xin chấp nhận và giao cháu cho Việt Hà cho gia đình và làm lễ vui vui cho các cháu. Xin giúp cho dâu ra để. Xin một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn ạ. Rồi, xin chúc đẹp. Giờ đến nay lành sáng tối thứ hai đứa cũng đã nên duyên vợ chồng, thì em xin giao con gái em về cho gia đình chị chăm sóc em, và Cương cũng là luôn một bờ vai vững chắc để cho hai đứa vào mỗi khi mệt mỏi.
Rồi, nghi thức giao dâu của mình coi như là hoàn tất ạ. Xin mời mình tiến hành vào bên kia, một tràng pháo tay để chúc mừng. Xin được long trọng ra mắt và kính chào toàn thể quý khách. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu thành phần ra mắt của quan viên hai họ. Đầu tiên về phía gia chủ họ nhà gái, song thân cô dâu ông Trần Văn Minh cùng bà Hoàng Thị Anh Đào sẽ tiến lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin quý vị hãy dành cho sự ra mắt của song thân cô dâu một tràng pháo tay thật to và thật đông nhiên. Và về phía tân tộc hoàng nhà trai, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu hiền mẫu của chú rể và chú
Trương Thị Hợp và cậu của chú rể ông Trương Văn Phong đến từ Hòa Minh Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cũng sẽ tiến lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Và xin hãy dành cho sự ra mắt của Sông Thân chú rể một tràng pháo tay thật to và nồng nhiệt. Giới thiệu và trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện hội nhà trai ông Nguyễn Văn Cư, đại diện hội nhà gái ông Đào Văn Chương. Xin quý vị cùng hãy dành cho sự hiện diện của nhiều vị đại diện một tràng pháo tay thật to và thật rộng rãi. Cô dâu Nguyệt Hà đẹp duyên cùng chú rể Mạnh Cường xin được long trọng kính chào toàn thể quý khách. Và thưa quý vị, trong buổi tiệc mừng ngày hôm nay, đáp lại những lời mời trân trọng từ phía đồng tộc Hòa Nhà Gái, nhà trai của chúng ta đến từ Đà Nẵng, một khoảng cách rất là xa xôi, cũng đã dành những sự hiện diện đặc biệt và tuyệt vời trong buổi tiệc mừng vô kỳ này. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện cho gia đình ngày hôm nay cũng chính là cậu của chú rể sẽ có những lời chia sẻ đặc biệt đến toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể lãnh tụ và kính thưa con khách, anh Hồng, các vị khách quý. Kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú, các anh, các chị và bạn bè thân quen của hai cháu. Tôi cũng xin cảm ơn, tôi cũng chẳng có gì hơn, xin cảm ơn toàn thể Hậu Trường và chúc toàn thể Hậu Trường luôn luôn mạnh khỏe và đạt được ước mơ của mình. Tôi hãy gọn như vậy, xin hết. Xin cảm ơn những lời chia sẻ thì ngắn gọn nhưng xúc tích và cũng đầy đủ ý nghĩa của đại diện họ nhà trai ngày hôm nay và cũng chính là cậu chú rể. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đào Văn Chương, đại diện họ nhà gái sẽ có đôi lời đáp từ. Hôm nay là ngày đầy tháng tốt, gia đình nhà gái và nhà trai đã từ rất xa xôi đến đây để dự lễ vu quy của hai cháu. Thì không có gì hơn hết là cảm ơn gia đình họ nhà trai cùng toàn thể cho cháu vợ chồng. Cảm ơn tất cả các anh tân quý khách đã đến đây để chung vui cùng với gia đình, chúc phúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và bây giờ trước khi hai vị đại diện trở về bàn tiệc của mình, xin mời đại diện nhà trai và đại diện họ nhà gái sẽ cùng tiến lên phía trước, siết chặt tay nhau thể hiện tình hôn gia thắm thiết bền vững. Và thưa quý vị, chúng ta cũng hãy dành cho hai vị đại diện thêm một tràng pháo tay thật to và thật nồng nhiệt ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị, cảm ơn hai vị đại diện và xin mời hai vị đại diện có thể trở về bàn tiệc nhân dự của mình. Take my heart. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Để Mạnh Cường được trong năm tình viên mãn bắt đầu nghỉ vui tươi. Quý vị đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Vâng, xin cảm ơn những tiếng hô vang của tất cả quý vị đã giúp cho chúng ta mắt ngày hôm nay được chúng ta vô cùng long trọng và hết sức ý nghĩa. Và để khép lại những chúng ta mắt một cách tự trọng về đặc biệt nhất, xin mời thân mẫu và cậu chú rể cùng song thân với nhau, chúng ta sẽ tiến lên phía trước dành cho nhau đôi phút cạn ly để khẳng định tình hôn gia giữa hai họ tộc càng thêm bền chặt và thắm thiết. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì Minh Trung xin được
nghi thức ra mắt của mối tình mừng của Huy. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Bình Hà đẹp duyên cùng chú rể Mạnh Cường đã hoàn tất. Và xin được cảm ơn song thân cô dâu, cảm ơn hiền mẫu và cầu của chú rể. Xin mời quý tín anh cùng. Thank you.
si xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bê bên à. Nhậu sáng đêm đủ năm lít bia năm chục lon trong phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con hai nhà ta hai thằng xuôi thêm thằng cu hay cô công chúa lại càng vui lo mần ăn không là tiêu anh em chỉ cốt đừng ngủ chơi bời tôi còn vợ nhiều đến mau ngày xuân đi qua xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu hai đứa sau này làm vợ kéo theo đàn trai mưng măng coi bối ngày ngày hài lắm nàng ơi anh tới anh đón em về cách tình trăm năm yêu thương nhau từ lâu mà anh chỉ muốn yêu lại từ lâu yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm chuyện này anh quyết cưới em liền tay đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng ô dù quá xa em ơi rượu mừng mình nâng ly ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly kiểu vàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh rồi hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó kiểu dạng ngựa ôm anh.